ở trước chúng ta đi phát hiện là Cận Nghi Duyên. Riêng Cận Nghi Duyên có phát hiện á, nó là cái nền móng cho, nó có nền tảng cho đạo quả. Thiếu Cận Nghi Duyên là chúng ta thiếu cái đạo quả rất là mạnh. Khi nói tới Cận Nghi Duyên, chúng ta phải nắm bắt một cái thứ lý. Cái nhiều khi mà những cái duyên nó trùng, trong đó nó có duyên nó trùng với Cận Nghi Duyên, nhưng nó khác nhau với cận. Khi nói tới cận thì phải hiểu nó là có cái sức mạnh, nó có sức mạnh như thế. Ví dụ như ta này, chúng ta sẽ gặp là cảnh tưởng duyên và cảnh cận nghi duyên giống nhau, nhưng mà tưởng là nói với cái ý nghĩa là lớn, nhưng mà nó cận. Vô cảnh cận nghi duyên là nói sức mạnh của nó, sức mạnh của cảnh đó là cảnh lực. Nhưng nó tâm là bình thường, nhưng mà tâm cận nghi có nghĩa là sức mạnh của cảnh, à, sức mạnh của cái tâm đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe nói cảnh cận nghi hoặc là vô dáng cận nghi hay gì đó, thì nó là nó ý muốn điểm vào cái sức mạnh của nó. Nha. Thì ở đây chúng ta thấy là pháp hiện cận nghi, chúng ta đọc hiện là sức mạnh. Chứ là pháp hiện là cận nghi. Thì pháp hiện nó có sức mạnh. Chính từ sức mạnh nó giống như là một cái lực tống đi. Mà lực thiện mà nó tống đi đó thì nó gặp được Niết Bàn. Hoặc là nó tống đi đó, nó sẽ đắc đạo được, đắc được cái tâm đạo. Như hôm qua sư giảng, cái tâm đạo á, tâm đạo này nó cho quả không? Cái tâm sơ đạo để cho tâm sơ quả gì? Nhưng cái nhân nào có cái đạo đây, cái đó nó được thành tựu nè. Mà cái nhân nào mà cho được tâm sơ đạo này chẳng hạn đó, thì cái nhân nó phải có sức mạnh, phải có sức mạnh nếu mà đẩy được cái tâm sơ đạo. Nếu cái nhân nó không có sức mạnh thì nó bình thường. Cho nên cái trí của Đức Phật cũng vậy. Nói Đức Phật kê chứng quả vô thượng chánh giác, đâu có sai. Không có quả nào quả vô thượng chánh giác, không có nè. Nhưng mà nói Đức Phật chứng vô thượng chánh giác, đúng. Bởi vì vô thượng chánh giác không là kết quả của ai, không là kết quả của ai. Cho nên nếu quả vô thượng chánh giác là cái nhân để có cái quả vô thượng. Mà nhân để mà có vô thượng chánh đẳng giác không hề có, không hề có. Nên nói Đức Thế Tôn ngài chứng vô thượng chánh giác, đúng. Nhưng mà nói Đức Thế Tôn ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng giác, sai. Không có nhân nào để cho quả vô thượng chánh giác. Mà chẳng qua khi mà chứng ngài chứng đạt được chứng quả, đúng là hai quả. Thì chính cái tâm tướng đạo này nè, có sức mạnh, nó là cận nghi, nó có rất là sức mạnh, nó đẩy xuyên suốt qua được tới đỉnh cao nhất như này, mạnh nó tới đỉnh cao nhất này nè, không còn cái chỗ nào mà cao và xa hơn nữa. Thì cái chỗ này được tự nhiên nó là vô thượng, vô thượng là không có cao.
mà do cái trí lực trong này nè, cái trí lực ở trong tâm tứ đạo này nè, tức là cái trí ở trong cái tâm đạo này có sức mạnh rất cực mạnh đó, đó. Mới cận nghi, mới đẩy nó đây. Cho nên Đức Phật cũng vậy là cũng chỉ là bậc tứ đạo tứ quả, bước tới con là bậc A La Hán thôi. Tức tới con cũng chỉ là bậc A La Hán thôi. Hiểu câu này không? Hiểu câu này không? Nhưng mà A La Hán này nhờ cái trí lực này nè, rất mạnh, đẩy cho tới đỉnh cao nhất mà không ai có thể tới đó, không có trí lực nào tới được. Bởi chỗ mà tới cao nhất đó được gọi là vô thượng, cao nhất. Nên nó nói Đức Phật là ngài bậc chứng được vô thượng chánh giác. Được. Nói Đức Thế Tôn chứng quả vô thượng chánh giác. Phải. Hiểu chỗ này không? Mà chính nhờ cái trí lực này là trí là phải phát hiện không? Trí trong tâm quả phải phát hiện không? Trí trong tâm tứ quả phải phát hiện, trong tâm tứ đạo phải là phát hiện không? Đây là phát hiện đúng không? Đây là phát hiện mà thì trí trong này nè, trí của thở đây nè, nghe có sức mạnh đẩy tới luôn, nó đỉnh cao nhất, thì đỉnh cao nhất nó được gọi là vô thượng. Thực tế thì thật chỉ là này đúng không? Hiểu này không? Trên khi nói tới cận, y tức là nương nhờ vào sức mạnh, nương tựa vào sức mạnh. Bây giờ chúng ta đang nghe pháp học hiện là cận nghi. Nếu mà chúng ta thấy những pháp học hiện mà điểm là một cái nhiều mạnh nhất á, à tạp kiến học là phải không? Mấy bài nghe phải không? Thứ hai là bài nghe. Là cái gì? Nghe giải chưa? Nghe chưa? Bài nghe nếu không khéo thì nó cũng rơi vào cái, nó hơi lệch lạc con chút xíu, nó cũng sẽ rơi vào cái tài tiếng. Bởi vì phân vân lưỡng lự, không biết cái nào đúng cái nào sai, nghe. Giống như trường hợp mà có ông cấp cô độc ra, ai cũng nói mình là bậc chánh đẳng giác đó, mà vậy giáo chủ mà chúng ta sẽ gặp đó, biết có phải bậc chánh giác không, đây là trạng thái nghi hoặc sinh khởi. Mà trạng thái nghi hoặc sân khởi thì đó là một cái chướng ngại cho đạo quả. Cho nên trước tiên Đức Phật ngài làm cho cái sự nghi hoặc nó chấm dứt ngay. Bây giờ nghi hoặc không biết cái nào đúng cái nào sai, cái phân vân lưỡng dự không khéo rơi vào cái tà kiến. Ví dụ giống như đây, bây giờ không biết Nam Tông đúng hay Bắc Tông đúng đây nè, bên nào cũng khai Phật giáo đó, không biết cái nào đúng cái nào sai, thôi kệ, không vô Nam được cũng lọt cái Bắc đúng không, không bắt được cũng vô Nam, cho nên Nam Bắc xâm tu đúng không, người Nam Bắc xâm tu, nghĩa lỡ cái này không đúng còn cái kia đúng không. Nhưng mà cái kiểu đó có phải là rơi vào tạp kiến không? May mắn á là chạy qua chánh pháp, không nói xin chưa nói Nam Tông chánh pháp nha, chưa nói nè,
chánh pháp không phải bên năm tông, mà chánh pháp không phải bên năm tông. Chánh pháp nằm đâu? Nào biết này, sẽ nói chánh pháp không phải bên năm tông. Nam tông cũng tà pháp tới mồ đi. Nam tông là luyện bùa chú rồi, cũng tà pháp rồi nghe. Vì xì bùa chứ lấy dầu tha tha nói vô người ta nghe đấy nghe. Thì cũng tà pháp như thường có không? Chứ cái tài Vinh Sóc Trăng là đầy nè, hoặc là mua cái bùa về vé mua mai bán đắt rồi nè. Thì năm tông kiểu đó thì cũng thuộc về tà pháp, cái nó có chánh pháp nè. Dạ, chánh pháp không phải nói là năm tông bắt tông, năm tông là chánh pháp, bắt tông là tà pháp, mà bắt tông là chánh pháp, năm tông tà pháp. Không nên nói vậy, chánh pháp nằm đâu? Nè, căn cứ vào đâu để cho đây là chánh pháp? Cái vấn đề còn lại nằm chỗ đó đó, nó có sức mạnh cho mình. Phải y cứ vào cái bản của chương đó thì làm có không sai. Mà không y cứ vào bản của chương á, làm có nó sai, đúng không? Nghe. Hai là bốn mà không biết, hai là năm mới chết đó. Nghe. Tại sao ra không y cứ vào bản của chương, vậy chánh pháp nằm đâu? Cả nam thì bắt. Cả nam thì bắt. Cho dù rằng chúng ta không mang tên là vua Tông Á này, không mang tên gì anh cũng biết nha, bên A bên B bên gì anh cũng biết, mà ổng có cái chánh pháp luôn luôn đấy. Mà chánh pháp luôn luôn ở đây nó chính là con đường tình nè. Nó thiệt mà. Đây con đường duy nhất. Nó phải đầu mình cứ nhìn đến. Có lúc ở đây chúng ta đã chứng đạo. Với sự mạnh của tất cả này cũng thể cận đi chạy tới đây nó có. Không có bác chánh đạo thì đừng nói đến niết bàn, đúng không? Nha, mà bác chánh đạo mà không có lực thì cũng đừng nói tới niết bàn. Con đường duy nhất này nó khởi đầu bằng tứ niệm xứ. Ở Sài Gòn này có con đường nổi tiếng là con đường Võ Văn Kiệt, đúng không? Có không? Khởi đầu của đường Võ Văn Kiệt á ở đâu? Khởi đầu của đường Võ Văn Kiệt ở đâu? À, ở cuối đường qua khỏi đường hầm Thủ Thiêm là gặp rồi, đúng không? Nếu từ ở ngoài đi vô chưa qua đường hầm Thủ Thiêm á thì gặp cái đường đầu tiên đó là đường Võ Văn Kiệt, đúng không? Từ đó kéo dài cuốt lên, đúng không? Thì đoạn cuối hình như là ở đại lộ Đông Tây hay gì đó nè. Biết cầu Cần Thơ không? Biết không? Biết không? Biết từ Sài Gòn đi xuống khởi đầu cầu Cần Thơ ở đâu? Ở tỉnh nào? Tỉnh Vĩnh Long. Kết thúc cầu Cần Thơ ở đâu? Là Cần Thơ. Khoảng giữa đó có loại cầu Cần Thơ không? Hay là loại cầu cát? Đúng vậy. Con đường duy nhất này khởi đầu bằng tứ niệm xứ, kết thúc là bát chánh đạo, đoạn cuối tình yêu nằm đó đó.
mà bá chánh đạo này không có sức mạnh thì mình không thể đẩy lên thế. Mà chánh pháp chính là bá chánh đạo. Không cần biết giáo pháp đó là tên gì, nhưng không biết Phật giáo cũng được, Thiên Chúa cũng được, Cao Tài cũng được nè, Hòa Hảo cũng được, Hồi giáo cũng được, miễn giáo pháp đó có bát chánh đạo là chánh pháp. Hiểu ý nghĩa này không? Mà chính Đức Phật ngài dạy điều này ở đâu? Chính là trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Này Xuất Đá, tông giáo pháp nào không có bát chánh đạo? Giáo pháp đó không có Sa Môn Bốn Bậc. Này Xuất Đá, giáo pháp này có bát chánh đạo nên giáo pháp này có Sa Môn Bốn Bậc. Đó là có bậc Dự Lưu, bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai và bậc A La Hán. Như vậy chánh pháp ở đây chính là giới định tuệ. Trước mắt thì giới rồi đó. Ông khoe ông đắc cái gì tôi không cần biết, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó. Đắc sơ quả, nhị quả thì tôi không cần biết, còn cái giới ông rồi đó. Giới ông có nghiêm chỉnh không? Cái hình thức giới ông đã không nghiêm chỉnh được thì ông đừng có nói chế nội tâm giới. Nè, cái hình thức giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng được, đó là hình thức giới. Mà hình thức ông mà không có rồi thì ông đừng có nói cái nội tâm. Hiểu chỗ này không? Ông nói ông khai nha, ông nói là ông trước mắt sơ thiền nhị thiền mà ông nói dối như cụi vậy thì thôi, hãy quên đi, hãy quên đi cái điều đó. Ông khoe ông chứng mắt sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền mà ông nói chọt bên này chọt bên kia, hãy quên đi được đó. Hiểu chỗ này không? Tại vì nếu mà mình sơ thiền còn nói xuyên tạc, nói gây chia rẽ để làm gì? Không cần thiết đâu, không có rảnh để làm chuyện đó đâu. Ha, chứng mắt sơ thiền tối ngày cứ niệm tưởng cái ấn tướng sơ thiền cái hơi sức nào để rảnh rang để mình chọt hôm nay tiếng chọt bên kia tiếng. Hiểu chỗ này không? Cái hình thức giới ông không có vậy thì chưa nói cái ý giới của ông như thế nào. Hiểu đi xuống nói chưa? Cho nên hoài nghi này muốn diệt hoài nghi, muốn diệt hoài nghi không còn phân nhân nữa lượng nữa thì lấy cái công thức bát chánh đạo ra. Nếu ông nào làm đúng bát chánh đạo thì ông là chánh pháp, ông nào làm sai bát chánh đạo là đây là tà pháp, thì cái đó là không phải. Để chỗ này không vô công thức bắt tông à, nhưng mà nếu bắt tông có bát chánh đạo nè, Cao Đài mà đã có bát chánh đạo thì Cao Đài vẫn là Phật. Hiểu chỗ này không? Thì đây là công thức để diệt trừ hoài nghi. Mà hoài nghi là một cái chướng ngại, còn hoài nghi thì không thể chứng sơ quả. Bởi vì sơ quả thì diệt trừ tà kiến và hoài nghi, đúng không? Là hai cái chốt đầu tiên, cắt được, dứt được tà kiến và hoài nghi thì mới dẫn đến sơ quả. Mà hoài nghi là tà nghi, cho nên vào thời buổi này ác pháp đang dựng lên, khiến cho cái tâm thiện của người ta nó lui xuống, nó lui xuống mà thấy mà bác sợ á, xe đi đường á, nhìn thấy cái ông đang lái xe ra tự nhiên nó cũng bị sao, cái xe thì nó té, nó té sát người
té xuống ông nằm răng. Mà thiên hạ đi ngang qua, đi ngang đó, đi qua lại, không ai đỡ được. Mình lấy làm lạ hỏi tại sao cái hiện tượng này xảy ra. Thường thì người ta vậy sẽ có người tới đỡ phải không? Nhưng mà có những trường hợp người này giả dối ngã xuống nhà tới đỡ giúp đỡ xong cái vô vô bệnh viện nhà tôi mất cái này mất cái kia, cái người nào đỡ không? Mà thật sự họ không mất. Thì cái ác pháp nó gian dối nó khởi lên vậy khiến cho cái pháp thiện rớt xuống. Nếu không có chuyện gì thì chắc chắn người ta sẽ tới ta đỡ rồi. Mà đỡ tới về cấp cứu đem vô bệnh viện nữa, trời ơi tôi mất cái điện thoại iPhone chẳng hạn vậy. Nói ai lấy, thưa kiện công an ai lấy. Nói ông này ông đưa vô bệnh viện rồi mới đầu làm ơ mất quán vô này. Có phải là ác pháp nó tăng vậy khiến ra tâm thiện nó rớt xuống. Mà lúc đó hoài nghi sanh khởi là không biết thiệt hay giả này. Mà nhiều khi mình chứng kiến nha, khiến nha, tâm mình nó cũng bị dao động luôn chứ không phải không? Rồi lúc mà sẽ đi đường lên đây, tới hôm kia la, nó trời ơi, giật, ông bán vé số á, không bị giật vé số đi. Nghe nha, chị nói, ông thầy giờ thì giả trở vậy đó, mình dừng xuống cho ông này ít tiền nữa mới thôi. Thôi xưa rồi, sao vậy? Ông này giả đó. Nè, con thấy rồi, ổng là bộ, ổng la ra nhẹ chút xíu qua bên kia, đồng bọn ổng giao lại thôi. Và ổng la rồi mất cái số vậy đó. Người ta tội nghiệp nó mới cho lại 50% vậy đó. Nếu qua bên kia đồng bọn nữa, nó chờ sẵn của nó thôi, dàn cảnh ra thôi. Mình có thấy hoài à, vậy rồi sao, nghe mình giật mình, chết mồ không thôi, mình thành người ngu, tốt bụng nữa. Đó, mình cho thì thành là người ngu tốt bụng đúng không? Từ bi không có tí thành người ngu tốt bụng như vậy hả? Dạ. Vậy bây giờ cái kiểu là phải áp pháp tăng thôi đâu. Thế giờ giờ thì bị dao động rồi, bị nghi hoặc nè. Thiệt hay giả rồi. Nhiều chuyện lắm. Thế gian này cho nó bắt có biết lắm. Đi đường á, thấy rớt cái bóp xuống mừng quá chạy tới nữa ra cái người kia thấy có chiếc nhẫn ha, 2 triệu thôi, giờ chia 2 triệu nhẫn giả chết. Cảnh báo công an, cảnh báo hoài mấy vụ này đúng không? Đủ chuyện mà giờ như vậy trường hợp này là áp pháp tăng lên đúng không? Cho nên thiện pháp nó bận luôn và cái khiến không mình giao động không biết tất cả rồi nha. Rồi giờ kể việc máy mấy chứ sao vậy? Giờ tốt nhất là sao? Quay về đây, quay về bác nhà. Hiểu cái này không? Cái lòng cốt đâu không thấy, thấy tự nhiên thì mất tật mang, đâm ra bị tù tội làm sẹp. Xã hội nó làm cho cái tâm lý mình bị dao động. Hiểu cái này không? Nhiều chuyện giúp người ta không? Đâu không thấy, thấy tự nhiên bị công an làm việc mình mệt mỏi. Hiểu chưa? Chớp rồi, còn nặng lên, té đang bị truy nặng. Là chỗ ăn, này phải làm việc. Nhiều chuyện xảy ra vậy rồi. Do xuất gia sao? Rồi đâu nghe anh nó giờ vớ cái máy laptop hay vậy? Luôn cả đồ sạc luôn. Vậy mà đồ Phật tử mấy cái vỏ đồ này Phật tử không mất cái nào. Từ chỗ đó thôi mình hiểu biết là cái người quen phải mấy người Phật tử lên cho nghe bỏ mấy cái túi đồ á, gỡ một góc á để biết trong đó đâu có tiền gì đâu, cùng ngắm vài bộ quần áo thôi đúng không?
mà thường á biết tâm lý thì mở ra nó trộm ngoài đó, nó vô mà nó thấy mấy cái vỏ này ra đố còn gì không cả, trong đó có gì đó nó đâu biết đâu đúng không, phải nói là người lạ mà mở cửa vô thấy mấy cái vỏ nó hốt sạch đúng không, chứ tao không có rảnh đi kiếm cái laptop đâu, muốn tiện tay thì lấy cái laptop luôn, tức là tiện tay thì nhanh chóng bỏ đi đúng không, lấy cái đồ sạc muốn ghê nó rảnh độ vậy đó, thì chỉ cần qua sát hiện trường thôi mất cái laptop luôn đồ sạc mấy chiếc vỏ của mấy cô biết chụp búa ha, còn y nguyên đó là biết nhiều quen không cách gì khác rồi. Thế người ta đang trộm lại thôi đúng không, thì mấy cái vỏ túi đồ của mấy cô Phật tử mà chủ lễ đó để đó thì đốt còn được, nó đâu biết trong đó có không, nó nghĩ cái đồ là nó trơn thôi đúng không, nó vẫn còn nguyên ha, mà cái laptop mất chẳng những mất cái laptop không, mất luôn cái đồ sạc nữa mới ghê, nó rảnh mất rồi vậy đó. Thì từ những chứng cá đó thôi biết ngay người quen, cái tội không xa lạ cũng nào, nếu có cái kẹt ăn cái là bận tay cũng có vậy thôi nha, là vậy chứ cũng bị mang tai tiếng, mang tai tiếng biết hết rồi không biết biết cái gì, và hỏi nguyên không biết gì, thế là mưa ông ta áo chích vô một cái nhói là từng à, chúng ta đi bài ngay sau này chúng ta sẽ tới. Hôm qua thì dạy có một cái ghi bất nó lên mấy người bán chùa thì sao, ngôi chùa là biểu tượng tam bảo, dám bán biểu tượng tam bảo thì không còn gì để bàn cãi nữa đúng không, đúng không, vậy thôi. Nữa. Bây giờ chúng ta có bỏ sản, bỏ sản có sức mạnh của bệnh trọng nghiệp. Cái người mà có bỏ sản mà này đó, bỏ sản trong kiếp quá khứ làm cận ngay trong kiếp này bạn nghe. Mà thường á, chúng ta nếu dẫn chứng bằng kinh điển đó thì có hai câu chuyện chúng ta dẫn chứng. Một câu chuyện thứ nhất là ông trưởng giả ở trong kinh Tương Ưng, kinh Phẩm Tương Ưng vua Ba Tư Nặc, tức là Phẩm Tương Ưng Cô Sa Lá, là ông trưởng giả mà có 400 triệu tiền vàng mà ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, mà đi xe mà cũ kỹ đó. Một câu chuyện. Một câu chuyện thứ hai ở trong kinh Pháp Cú, đó là câu chuyện ngày một Kiền Liên thu phục trưởng giả bỏ sản mắt trên giá. Con bỏ ông này này suốt đời không có cho ai hết, giàu có giàu vậy đó, nhưng mà sự mà chuyện mà bố thí cho ai là bây giờ không bao giờ có vậy. Một hôm ông này đi chào á, đi kiếm vua ta cũng giả đâu, đi ngang qua thấy người nông dân ăn bánh đậu và đét mập, tự nhiên thèm cũng khiếp, nhớ câu chuyện đó không? Đấy, thì trong quá khứ cũng đã từng bỏ sạn, bây giờ nó là bỏ sạn. Vợ ông thèm quá nằm trong giường ngủ á, bà vợ đấy không lo lắng gì hỏi, là nếu bà trả lời tốt kém quá, cuối cùng là chịu nổi, bà vợ hỏi chịu nổi, nói là tôi nghe thấy nông dân ăn cái bánh nướng đẹp mà ngọt quá, bà nói ồ tưởng thèm gì chứ thèm cái món đó, tệ cái gì đó, rồi tôi sẽ làm bánh cho toàn bộ này ăn. Bà giàu quá ha, bà giàu quá ha, ai biết nhà bà giàu, vậy thôi ông muốn là tôi làm cho cả nhà mình nè,
họ có liên quan gì tới bà đâu. Nghe họ sẽ đâu có cho ai ăn đâu. Nghe thôi tôi làm đủ cho tôi đâu ăn cho bà có chuyện trong này nữa, bà đâu có thèm đâu. Vậy đó. Nhưng mà vợ biết tính ông chồng nó phải là để tôi làm đi cho ông ăn thôi. Mình ăn thôi nha. Nha. Nhưng mà tại làm như này cái mùi thơm lên, tôi lên xin ông em cũng cho, không cho nó mình khỏi sáng sao. Nha. Theo kiểu sao? Lên là 7. Nghe đem đồ đó là. Thì lúc đó, cái gì là tại trong tiền kiếp cũng đã từng bỏ sản rồi mà Đức Phật cùng với Ngài Kiền Liên với Ngài những cái khác á. Như có sáng là Phật rồi, đừng tới tới độ. Đã bảo rằng Kiền Liên đây tới tới độ. Ít sát trạm giá, câu chuyện mà bổ sanh ít sát trạm giá. Rồi ông lên á, nửa bánh lên thấy ngào kia con báo đó. Nào xong ông đi đi, hiện nay không có bánh cho ông đâu. Ngày những thứ đấy. Ông dù cho ông bước tới ngạch cửa thì cũng có. Má thấy ở đầu bảy rồi đấy, đi ra đi không nha, còn không sợ ghê. Không sợ, đừng bận bỏ sẻ, nó tởi lên vậy mà. Gặp mình quỳ xuống lại rồi ha, muốn gì cũng lên cái đó đúng không? Bây giờ mà đi ra đường thấy ai mà đi hở đất khoảng chừng thước thôi. Đi bèo 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 quỳ xuống mà lại chết luôn đúng không? Đúng không? Còn này đứng trên lầu 7 mà. Đứng trên không mà bỏ sẻ mạnh quá nó nước. Nam có ông đi. Rồi thấy đứng yên ông tới đây cũng có. Đây nó đi tới. Nên ông cứ bước vô cũng có. Không biết đâu, nói cái nào cũng vậy đó. Ông có nổi khói lên cũng có. Ngày miệng cho khói, bút mất lên. Bắt đầu sạch trái nhà, thôi được rồi. Thầy thích cho ông cái. Để cho ông đi cho đồ. Sợ nổi khói lên, trái cái nhà không được. Thế bà vợ múc cho em làm cho đổ lên bánh ra. Bánh lớn quá, thế là đổ bánh khác ít bột lại, cái bột ít lại, nhưng mà càng ít bột bao nhiêu á thì bánh càng mở lớn bao nhiêu nữa. Trồng lên cuối cùng mấy ông thấy cái cỏ muốn bột nó bỏ đồ bánh ở bự ra đi nữa. Thế thôi mệt quá rồi, bây giờ nướng mệt mệt quá rồi cho một cái, nó lấy một cái. Lấy cá rồi dính cây dính cắt chồng nhường theo. Nếu hai ông bà mới giật, ông kéo giật, giật để ra cái bánh nhỏ giật hoài không được. Lúc đó mệt quá rồi, cơn thèm hết rồi, nó tròn hết rồi. Ở đây ngày Kỳ Liên mới giảng, ông có tỉnh ngộ ra, giờ muốn nghe pháp với tôi làm sao nghe. Nếu như người muốn, ta sẽ dẫn người đi tới. Bờ gách nó này biến đầu cái cầu thang đó. Ông bước xuống cầu thang là tới ngay giảng đường. Lấy cổng nghi viên luôn bây giờ. Nhanh vậy. Nghe pháp trong chuyến bả vừa lên. Đức Phật này mới tán tháng này, một Kiền Liên đó, như cái con ông chỉ cái nhụy hoa mà không làm. Thì cái số bánh mang về đó cũng nhờ nó chỉ mang với Đức Phật mà còn dân em ra ngoài phía ngoài cổng kỳ viên đổ nó làm như một quả đồi, nó gọi là đồi bánh, một cái đồi bánh đổ lên chắc như một cái đồi đó nhưng mà toàn bánh thật. Trên chỗ đó được gọi là cái đồi lạnh. Thì ở nông tâm kinh Pháp Cú mà Pháp Cú cũng đã từng bỏ sẻ đi, cho nên hiện tại nó phải thành bỏ mà sẽ mà kêu bỏ sẻ lên nó sợ em đấy. Đụng chạm đến tài sản của thôi. Mà bây giờ có không? Có nhiều người ăn chứ ăn mặc cái mặt không? Rồi chết rồi bỏ lại đúng không? Ví dụ trường hợp bà có 1,000 tỷ đó, bán bún á. Cái bà bán bún á, nghe tài sản cái 1,000 tỷ đó, mình mặc
có chừng chết ra phát hiện ra bà để ngàn tỷ nữa. Ngàn tỷ bà có đứa gái nuôi, con đứa nhỏ này là học luật sư mà, và hai bên tranh chấp cái con này đấy, ta luật sư mà nó nếu thắng kiện này, tôi sẽ tặng nhà nước 500 triệu cho thầy. Cuối cùng thì thắng kiện thầy. Tại vì bà kia nuôi nó từ nhỏ, lấy tên bà luôn, bà ở trong căn nhà đó luôn. Cái cô đó là con gái của bà, gái nuôi, chứ không phải gái ruột đâu, mà nuôi từ nhỏ vậy đó. Câu chuyện là trên mạng có mà. Mà để chi ăn hàng tỷ, không dám tạo nữa đúng không? Chứ là bỏ lại ăn nữa không đúng không? Ăn cái này mặt, xài cũng không xài. Cuối cùng thì ra, chết bỏ lại cũng do con sản lớn thứ quá. Đức Phật thầy dạy á, bố thí á, bố thí thật thượng về vật chất nha, mở thượng là gia tự thí, tức là mình cúng dường giống như cúng dường cái đồ cho giống như là chủ mình, tức là mà xài những cái đồ bình thường nhưng mà cho phải cho được tốt nè, ăn uống thì bình thường mà cho là dạy chủ thí. Thứ hai là cúng là bằng hộ thí, tức là mình xài cái này mình cho chúng ta nè, mình ăn món gì thì mình sẽ cho người khác món như thế đó nè. Còn hả không biết á, mình nô lệ thí, tức là mình xài đồ sang đồ quý, mình cho cái đồ mà quăng bỏ, đáng quăng bỏ, cái đồ mà mình không xài nữa mình quăng bỏ đó, mình đem cho giống kiểu là từ thiện cứu trợ năng lực miền Trung rồi cái áo rách của áo cũ quần cũ vậy đó nè, này gọi là nô lệ thí. Mà trong cái thời mà Đức Phật cũng có một cái chuyện, xa thời Đức Phật cũng có cái câu chuyện ở trong kinh Trung Bộ đó là kinh Bajasi Kumara Kassapa. Để ông hỏi ngài Kumara Kassapa những câu hỏi xong, ngài Kumara Kassapa giải thích xong, ông Hòa Hỷ ông làm bước ông tuyên bố dân thành phố biết hôm nay là Bajasi cô đắp giá làm bước, chúng dân phải tới xem. Thì trong số ta đang á, có một thanh niên tên là Đức Phật ra. Ở trong cuộc thí này, không quan hỷ. Ông vua Ba Gia Xí nữa, tại sao ta làm bước như ông quan hỷ? Vua đây muốn nói là một cái lãnh địa, trong một lãnh địa của ông Ba Gia Xí. Đó phải một vua đại quốc, đại khái là một cái tiểu vương nhỏ, một tỉnh. Ông làm phước ấy, mà giải ông làm phước ấy, người ta không muốn đụng chân vô. Vật thực mà ông làm phước người ta không muốn gắt tới, nên tôi không qua nghỉ. Không phải ai làm phước gì cũng qua nghỉ. Con nên phước nào mới qua nghỉ nha, chứ không phải cái gì nha, qua nghỉ. Vậy nha, ngày mai như là phước đây. Ngày mai nhớ ra nếu đại dương cho mà là chủ kiếp đem bố thí chặt bình thượng thượng vị nha, chúng lên miền xong đi giáo là những cái thượng phẩm. Thì sau đó bố ta đá này sanh về cõi trời, còn phải là sĩ sanh làm vị chư thiên cô độc, mày gặp ngài ở cái cõi trầm hương của ngài cái ông Phật Tiên. Vì chưa tiên cô độc đó đó, ra qua mặt tí ở bãi sa mạc mình. Cho nên á, sư nói nếu như cái đồ nào mà sư đã xài rồi không
nhưng mà đoạn nào mà chú chưa sai điều y chú là mặc rồi đó. Nhưng mà muốn sinh đi sinh đi lấy người mới thì sao không có cho đi ra mặt rồi nên một cái bằng một tí còn chưa muốn làm phải làm là lên xem mà sinh đi cũ rồi chị ghét sinh đi mới thì sao hiểu không có hiểu không. Nhưng mà tăng cà lê cũ á, mà xin được á bao nhiêu quy lực nó nặng lắm. Tăng cà lê cũ mà ông nào mà đang dám giữ gìn rồi á, tăng cà lê cũ 6 năm á là bách quá bách. Từ 6 năm trở lên con nít mà đang tóc á, trùm lên cái thấp. Bao nhiêu tăng tuyên ngôn tăng sự nặng cho nó phải đủ từ 6 năm trở lên. Càng lâu càng tốt. Nếu mà người ta xem có thì tăng lên cũng được 6 năm rồi. Nhưng mà xin từ ai xin nha. Nó bỏ sẻ là trong cái trong quá khứ nó là trở thành là bỏ sẻ trong tương lai. Mà bản sao bản thân mình không dám xài, không dám ăn cái mặt mình nhắc cho ai bây giờ. Để chỗ này không? Mà hãy bỏ sẻ ở đâu? Phước giảm đó. Các ông kia bố thấy nha, nó bằng độc giác mà bắt con nó có uống vô lượng vô biên mà chỉ có 7 kiếp làm vua trời nên hết 7 kiếp làm đại chúng giả. Cái chữ vô lượng vô biên so với 7 kiếp làm vua trời nên hết. Rồi 7 kiếp làm đại chúng giả thì cái số lượng sang quá nhỏ so với vô lượng vô biên đúng không? Có phải từ bỏ sẻ chút xíu không? Nó rút xuống. Phước mình đang có vậy đó mà mình khởi tâm bỏ sẻ một cái hay gửi tâm canh tị một cái phước mình lôi sụp luôn. Nó bị tổn giảm phước. Nên nhắm cho được thì sao? Không cho được thì thôi, chứ đừng có bỏ sẻ. Cái nào thấy đúng người đúng việc cứ cho. Nè, đúng người đúng tội không cho. Đúng người đúng việc hết thì cho. Đúng người đúng tội không cho. Cho mất công tổng nghiệp mở lắm. Để cho này không? Nếu ai xin gì cũng cho nha. Rồi danh tỷ luật thanh niên mà tập kiếp này bỏ sẻ thì kiếp về sao cho nên trong cái kiếp này tập phóng khoáng này, nhưng mà làm việc gì cũng phải có trí nằm trong đó. Làm việc gì thấy cái điều này đúng là cứ làm, phải có trí trong đó. Nếu kiếp này đã bỏ sẻ thì kiếp sau coi chừng nó trở thành cảm gì, nó sẽ trở thành bỏ sẻ. Mình gánh tị cũng vậy, trong kiếp này mà mình thấy người ta như vậy đó, trời ơi sao nhà nó sao hạnh phúc vậy ta. Nghe làm cho chơi ăn không thấy được cái nguyên nhân rồi ganh tị rồi ta ta nguyện cao chỉ cộng kệ đẹp chuyện thật. Người ta có ai ủng hộ 5-10 tỷ xây trên điện qua hỉ không ganh tị. Cái tị làm được gì nhau? Ủa ganh tị cứ là mất người ta không? Giờ cứ nghĩ đi, có ai ủng hộ xin đức xây cái trò này đó 5-10 tỷ á, ganh tị không có mất 5-10 tỷ đâu. Thôi qua hiểu không? Không cần ganh tị, ông làm lớn. Nếu mà không muốn cộng nghiệp với ông thì tôi cũng mình không vui cũng không buồn, không quan hệ tán thán mà cũng tâm có ganh tị. Một lúc nào đó cái phước này nó thường nó vô thường, cái quả phước này thường nó vô thường. Ông ở đỉnh cao biết giữ thì ông sẽ hết xuống,
không leo cao cái nặng hơi, chỉ cứ để cho nhân quả xử lý thôi. Dạ. Ganh tị nghe cho mình để giảm thiểu cái đức mình. Dạ. Bỏng sản làm tổn phước, ganh tị làm tổn đức. Nhớ nha, bỏng sản làm tổn cái phước mà. Nó có tài sản mình do bỏng sản nó có thể ra đi. Có tài sản là có phước đúng không? Mà vì tổn phước cho nên những cái tài sản mình có nó sẽ đổi áo ra đi. Không bằng cách này cách khác nó ra đi thôi. Nhưng ganh tị là tổn đức, cái đó mới ghê. Đức khó kiếm đó. Phước dễ kiếm, đức khó kiếm. Thì à, quý vị vậy nè, lên đảnh lễ kêu thân phận con gái, có phước không? Dạ có. Ra chùa chánh điện không, có phước không? Dạ có. Muốn có đức này phải giữ giới từ ngày này qua ngày kia, phải tu thiền từ ngày này qua. Nè, tổn phước còn dễ kiếm là được đúng không? Dạ. Mà tổn đức muốn kiếm lại khó lâu. Không phải quý vị mới giữ giới này, mới tạo tâm quy ngũ giới xong giữ giới không có đức này. Nếu có đức chăng muốn cái đức càng ngày nở nở ra phải cái lâu ngày đúng không? Năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 8 năm đúng không? Có tài vậy đó, có gì đó. Bây giờ nè, tính nè, tính chờ nè. Tính không phải phà phà nè, tính thôi. Nếu mà ngồi tiếng mà tính thì không được đâu. 227 giới đúng không? Dạ. Đúng không? Bỏ đứa thẳng đi. Thấy rồi ạ. Thấy rồi ạ. Bỏ đứa thẳng nha. Dạ. Một ngày không giữ là đủ 27 giới thôi. Phật tử ngày thì giữ mấy giới? Thấy số lượng cô chưa? Dạ. Mà số lượng khô theo cái nhịp thời gian đúng không? 5 ngày thì họ đủ có được 25 giới rồi đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. 5 ngày họ hàng lưỡi theo 100 mấy 54. Mấy? Cái này là tổng lượng nè. Cứ thế là như một năm bao nhiêu, một tháng bao nhiêu, một năm bao nhiêu, hiểu không? Chứ nói là bỏ sức chẳng thôi, lấy có lẽ thôi, không giữ nghiêm chỉnh như vậy thì càng ngày cũng chạy đâu mất tiêu đúng không? Rửa xe ổn rửa không nổi đâu, để mất tiêu rồi tiền cũng thấy cũng ít nữa đúng không? Hiểu chỗ này không? Chỉ trừ nó bị phiền não nó sẽ bỏ sức chẳng sẽ lấy số lẻ thôi đó. Còn nếu mà không xịn nữa, không giữ luôn sức chẳng nữa thì sao? Số lượng cũng kiếp không? Cũng kiếp không? Chỉ mấy nhiêu trời tính sơ thôi. Hiểu cái này hả? Nhưng mà thì có gì không về gặp mấy vị trưởng lão trong đây mấy bắt ngón. Dạ. Mà sư nói thời áp pháp tăng lên rồi. Chấp tay và chào thì cũng có luôn. Cái pháp cũng tỉnh mà. Dần dần như vậy. Mà ông mới tu có 2-3 năm. Còn kia mấy năm chắp tay chào cái cũng có lấy mắt ngó giống nếu tình cờ gặp nhau cứ làm ngơ cứ vậy. Giờ cái thời buổi vật chất giờ tôi chào ông đâu có sanh cái bao thơ nào đâu. Tôi gặp Phật tử mà thấy trời ơi cô sao cái này khỏe không, nhà ở đâu, có mấy vợ mấy con. Để chút xíu này kia có bảo tàng. Dạ. Làm tổ đức luôn.
Hiểu chỗ này không? Nhiều chuyện lắm. Ha. Nhưng mà nhớ mình chơi là phải ganh tị thì tổ. Tâm tức mà bỏ sẻn thì tổ. Mà ganh tị này á, kiếp này mà nó có rồi á, kiếp sau nó lại nữa. Nó làm cận nghi. Nên tốt nhất là sao? Tốt nhất là sao? Buông bỏ. Nhấn nút trước. Nghe nhấn nút nhà vệ sinh nó nhấn nút sạc nghe sao hiểu không? Ông có lên cao, ông có quyền cao chức trọng, ông có tài sản nhiều, bước cũ ông hưởng đi. Không có nghĩ là công nghiệp với ông, không có nghĩ nhưng không cần phải. Còn nếu thấy ông là tốt đẹp, cứ ông rõ và nghĩ nha. Nên trong bài Tây Môn Sừng á, mai gặp bằng bạn trí tri cao kiến, hãy vậy, hãy vui lòng chí nguyện trọng sanh nè, bằng công cứ sống trọn lành thà như cho gia. Chẳng gặp bậc, chẳng gặp bậc trí tri cao kiến, để đẹp lòng chí nguyện trọng sanh, vua từ ngôi bỏ đế kinh thà như thời gian. Vua từ ngôi thì bỏ ngôi, bỏ đế kinh đó. Nếu không gặp chẳng gặp được, chẳng gặp bậc trí tri cao kiến, để đẹp lòng chí nguyện cộng sinh, vua từ ngôi bỏ đế kinh à như thời gian. Hiểu không? Vậy thôi, chúng ta thấy lúc này cuối cùng hưởng mà không là cái người mà nói là não nhịp sống thì thôi, tôi không quan hệ nhưng mà tôi bỏ đi. Nè, như không cái tài thì biết người ta hưởng luôn, đủ rồi, tại làm gì? Vậy cái này á, mình đánh lại. Đó là nói về cái bất thiện, khả mạng. Nó cũng là một cái cộng nghi. Mà nguyên nhân ngã mạng này là nó sẽ lên lại có nhiều những nguyên nhân để sinh ra thành công. Không nghĩ mà là thành công sinh ngã mạng. Đúng không? Hãy làm gì cũng thành công cái đó, đi tới đâu thành công cái đó là sinh ngã mạng. Nè. Mà thật sự cái quả cái mạng thì ra đó. Như sư nói rồi mà, nó là tình trạng đúng không? Những người mà ngã mạng thì sanh ra bị lụt thấp. Ở đây thì lụt thấp hơi nhiều. Nó bị dễ bị tình trạng á. Mình luôn bây giờ là 1.6 đúng không? Và không? Cứ vậy đi, kiểu vậy đi, hãy thành công nó hết nhà mạng, chứ nó dọn hết nhà mạng. Nên dọn hết nhà mạng. Rồi, lỡ đó. Nhiều người mà ở cái người ta cúng dường nhiều á, để tự cho mình là có phước đúng không? Mà cúng dường người ta cúng dường là tài lộc hóa sanh phước thì có phước, nhưng mà nói có phước là sai. Quả của phước thì cũng hơn, quả của phước thì đúng hơn nha. Nhưng mà bố thí bác thân tài sản, nhưng bố tài sản có tài sản chưa chắc gì phải do nhân bố thí, mặc dù phần lớn nó là như vậy nhưng chưa hẳn đã là nhân bố thí. Quý vị trì giới cái phần cái ngày có dạy có dạy không? Các chúng sanh sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới đúng không? Các chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới đúng không? Để giữ giới cũng có tài sản không? Nếu bố thí nó phát sinh một cái tài sản
là của bậc thánh á. Thì tài sản đó là gì? Và bố thí mà để phát sinh một cái tài sản mà thánh là cái gì? Là gì? Thì biết là thánh sản rồi, nhưng mà cụ thể là cái gì? Ai không biết? Nghĩa Việt Nam có nhiều chùa, cụ thể chùa gì? Bố thí nếu phát sinh tài sản mà thuộc về thánh sản phải là tính tài sản. Không có tin không có bố thí. Cho nên bố thí mà nhiệt thành để mà cầu mong được phát sinh thánh tài sản đó, thì là tính tài sản. Mà người được có tính tài sản là bậc gì rồi? Bậc dự lưu rồi. Là bậc dự lưu rồi. Còn giới phát sinh tài sản đó là giới tài sản. Vô gá sâm bá đa đầy đủ tài sản. Giới đưa về số tay nhà cảnh và chờ nè si lê nhá vô cái sân ba sân ba đầy đủ cũng khá là tài sản. Giới sẽ đưa đến đầy đủ tài sản, trong đầy đủ tài sản thì nó có tài sản, tức là tài sản của thế giới. Hai là thánh giới là tài sản. Thích cái nào thì nguyện cái đó. Mình chữ đầy đủ tài sản mới là khủng khiếp. Thì có tiền bạc, có lợi vật chất đầy đủ chưa hẳn chỉ là bố thí. Mà bố thí dễ làm đúng không? Bố thí là dễ làm đúng không? Thì tài sản này có dễ bị vô tình, dễ bị vô tình. Còn giới này là cách chật vật khó khăn đúng không? Mà nó có rồi á, tài sản nó có do cái này á, có đó bị hư hoại, vẫn bị hư hoại, nhưng mà cái vấn đề đó là khó chứ không phải là không nha. Không có pháp hữu vi nào mà là thừa nữa. Cái vấn đề là nó mau xài đồ Trung Quốc thì mau hư, rồi xài đồ Nhật nó lâu hư vậy đó. Hiểu không? Cái nào cũng phải hư đó. Chứ không có cái nào mà gọi là trọ mẹ ngoài á. Hiểu cái này chưa? Tài sản phát sinh cho giới nó chậm đi hư hoại, chậm đi mất. Và tài sản phát sinh do bố thí nhanh chóng vậy đó, có nhanh chóng vậy, nhưng rồi cũng dễ bốc hơi, rất nhanh chóng. Thấy cái này không? Thì có lợi đắc đó, nè, dĩ nhiên nó là quả bước lên, nhưng là quả bước lên nào. Nhưng mà từ đây bắt đầu rồi. Ký của phát sinh này. Nè, giới phát sinh này. Tôi giữ giới là trong sạch nhất à, tôi là người giữ giới gọi là tốt nhất đúng không? Định cũng phát sanh ngã mạng, tôi chứng đắc được thiền định, sơ định, nhị định, tam định, tứ định đúng không? Có ngã mạng nằm đó không? Thấy rõ luôn, thấy rõ luôn đúng không? Phải rõ này cũng là ngã mạng hiểu ra nó là ngã sao hết. Nhưng mà với thi ngã cùng bệnh xuyên mấy cái ngàn thế giới, ngàn thế giới như nhìn thấy vật trong lòng mình ta. À, sau đó này thì giả ba bước giới tư tưởng với thi ngã cùng bệnh xuyên nhân như nhìn thấy một ngàn thế giới trong tay, như nhìn thấy nhiều người trong tay, đó là ngã mạng chỉ thẳng luôn. Tăng chi kinh pháp ba chi. Rồi cô tí này có thể ngại không? Tôi học giỏi nhất nữa. Nghe. Nghe tôi là người dạy chi pháp giỏi nhất.
con cả mẹ. Để chỗ này đó. Cho nên có giỏi con phải biết đường lại. Nghe. Thường cái thùng á, rộng á, kêu rất là to, thùng đầy nước ra. À, thì có giỏi cũng là con người sinh ra có hai cái lỗ tai và chỉ có một cái miệng thôi, thì lắng nghe nhiều hơn. Hiểu chỗ này không? Không phải à. Tất cả cái đó đều tạo cho một cái tự tạo. Mà chính cái ngã mạng nó đã là một cảnh nghi duy. Thì điều này ở đâu? Chúng một á. Trong quá khứ này cũng đã từng có nhiều ngã mạng. Từ ngã mạng nó đang làm lỗi cho nên ngày mỗi khi mà ngày cũng làm người đó, ngày sẽ làm người đó, ngày tạo những cái công hạnh rất là lớn, đồng ý kế bên đó ngày tự hào chính cái điều này là hào ra này, cho nên có những kiếp nó quay trở lại cái ngày phải tái sanh là bò heo rồi thôi mình làm heo cũng có không, cũng có làm bò nghe ông trời đó làm khỉ ngã mạng là bất thiện đúng không? Phải ngã mạng bất thiện không? Một khi nó quả cho mà để quả như ngày đó ba trăm họ xả bất thiện đúng không? Nhẹ nhất để nhận bố một cách nó làm xanh đúng không? Thế thôi. Nên chúng ta làm tốt mà biết quên đi. Nha. Yeah. Quên đi có mất không? Dạ không, không mất. Khi bố thí rồi hãy biết quên đi. Mà quên đi nó có mất không? Dạ. Giữ giới rồi, đắc định rồi, hãy biết quên đi. Hãy biết quên đi. Mà Đức Phật dạy ra chánh pháp còn phải bỏ nó về tà pháp đúng không? Dạ. Câu đó có không? Mình quên đi là mình không còn bị dính mắc nữa, nhưng mà vẫn còn đó. Mình có cơ hội sẽ tải được. Nhưng mà trước khi làm xong á, tắt ý mới xin khởi, tắt ý những cái điều cần thiết á. Nguyện không người ta nói là hướng về những điều cần thiết, xong quên đi. Đừng nhớ nữa. Đừng nhớ nữa, tôi đã xây cái chùa khó khăn này kia. Tôi hãnh diện, chết ở chỗ đó. Đi cả mạng có đúng không? Dạ. Chết rồi không? Bèo bèo lắm á, chết nè. Mà sao mệnh chung á, tắt thở rồi đó. Nhớ tôi xây cái chùa đẹp này kìa, công sức tôi bỏ ra này kìa đấy đúng không? Làm cắt cạp mà. Tái sao làm cái nhà? Nhẹ nhất đó nha. Bám dưới luôn á. Bám dưới luôn đó là làm thằng lằn á, cái mỗi đêm. Biết. Tắt 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 lưỡi á. Làm được gì nhau đúng không? Tốt nhất quên đi, nguyện xong rồi quên đi. Hiểu chỗ này không? Giữ giới cũng vậy. Giữ giới sao? Do giữ giới ngày hôm nay được thành thật cho con được cái gì đó. Rồi hãy quên. Nhớ nghĩ chưa? Mình giữ giới đây đi. Để không có ngại mạng. Hiểu chỗ này không? Làm cái việc gì xong rồi không biết quên. Thêm của ai chứ không phải của mình. Làm trong cái chùa chứ của ai đó chứ không phải của mình. Rồi. Chỗ này chỗ ta mượn cái phòng trọ của mình ở. Mà có chủ về đòi lại ta tăng. Nè. Dạ. Yeah. Cái chỗ ta ở mượn là cái phòng trọ. Tạm mượn của ai đó. Dạ. Yeah. Ủa là chủ nó về. Nó đòi thì phải trả lại thôi. Ông chủ mà lớn nhất vẫn cứ là vô thường, một lúc nào về nó đòi phải trả lại đúng không? Dạ. Nó có giữ hoài đâu, giữ hoài cái cá lên làm chó làm kè làm mèo đó. Không biết quên đi nhé.
hiểu chưa? Bồ Tát chúng ta ngày xưa có từ nhà hạng như vậy, cho nên là hạnh chót tự thật kế lên hai sinh đó là bà Nam Mô chưa biết hả? Do ngày hình như kinh tạng Phệ Đà thuộc nằm lòng luôn, ba bộ Phệ Đà là coi như không có kinh điển đó, coi như không có. Nói chung là qua bắt ngài một lần rồi ngài đã nhớ luôn, nhưng mà lúc đó ngài là người có trí cho nên kết bạn với một người thợ làm gốm rất là thật. Vậy này là về làm đồ gốm mà vị này có cha mẹ mù nên không có gì phải ở lại dưỡng nhà, không ra chỗ nào mà đất sập lở không còn chúng sanh nào không lấy đất sét nữa, móc lên làm chậu nè, lưu nè, để lại trước ai cần cứ tới lấy, ai muốn bỏ luôn nhiều bỏ cho nhiều lấy nhiều, lấy để mà lấy tiền ra không mua vật thực về để mà cúng chăm. Thì đại môn cái bà lá này các bạn ơi, ông này rất ngã mạo quá tạc kiến, cái ngày gặp cái lá các bạn ta mà cái tạc kiến này rất nguy hiểm. Bữa nói này bạn ra cái ca đá tới nghe Đức Thế Tôn chịu pháp đi. Bữa này bạn ơi, ông Sa Môn cọc đầu có pháp một biết điều đó thôi, nhưng mà biết trước đã cả mạng rồi đúng không? Bây giờ nó là cận cận đi. Ông Sa Môn cọc đầu đó có pháp đâu biết, chỉ câu nói đó là 6 năm khổ mà về sau xuất gia rồi nha, ôn tập tốt lắm nha, mà còn phải 6 năm nè, yeah. Lấy Bồ Tát ra cho nên giờ tốt nhất làm cái gì tốt đó phải biết quên đi, nè. Bây giờ học đâu nhớ đó, học một nhớ mười, học một mà hiểu mười, hiểu rằng đây cái quả phước của tí nó khởi sanh lên đúng không? Mà quả phước này có bị vô thường không? Mình ngọt vô thường theo cách tự nhiên, vô thường tự mình hủy diệt nó bằng cách có khởi thành tham dục sân hận thì nó hủy diệt cái này. Cho nên hãy quyết quên đi để mà giữ gìn lại nó, hiểu chỗ này không? Nó sau này về sau dù có thành công cách mấy cũng không bao giờ hãnh diện, không bao giờ tự hào để diệt từ cái ngã mạng. Để cho này, lỡ có đẹp thì hãy biết quên đi. Hiểu không? Yeah. Hiểu thì nghĩ ra lao đi.